Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các chương trình công tác theo hướng thiết thực hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực cho sự nghiệp chồng người. Với phương châm hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, công đoàn ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Tổ chức hàng trăm chuyên đề cấp trường, cấp cụm và cấp tỉnh, trên 900 tiết thao giảng của đội ngũ giáo viên, trong đó có 75% tiết dạy đạt loại giỏi. Đặc biệt, trong năm qua, toàn ngành đã có 11 sáng kiến cấp tỉnh, trên 200 sáng kiến cấp sở. Trong học kỳ 2, công đoàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.